Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023. Và trong chương trình Thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì cuộc họp Ban Thường trực Tỉnh ủy mở rộng để góp ý dự thảo báo cáo 9 tháng và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2023 của Tỉnh ủy Trà Vinh. Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 3 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 4 năm 2023. Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh tiếp xúc cử tri các huyện Cầu Kè và Duyên Hải. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 29 tháng 9, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh chủ trì cuộc họp Ban Thường trực Tỉnh ủy mở rộng để góp ý dự thảo báo cáo 9 tháng và chương trình công tác 3 tháng cuối năm của tỉnh ủy. Theo báo cáo, trong 9 tháng năm 2023, tỉnh ủy đã lãnh đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, về công tác phòng chống tham nhũng và tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá. Về kinh tế, có tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng trưởng 9,58%, kinh tế nông nghiệp sản xuất ổn định, có tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản ước đạt trên 23.400 tỷ đồng. Lĩnh vực công nghiệp tăng trưởng khá, có giá trị sản xuất ước đạt trên 26.300 tỷ đồng, đạt gần 78% kế hoạch. Hoạt động tài chính ngân sách tăng trưởng khá, có tổng thu hơn 12.900 tỷ đồng, đạt trên 100% nghị quyết. Trong đó, thu nội địa đạt gần 4.700 tỷ đồng và có tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện trên 22.000 tỷ đồng. Tỉnh tổ chức tiếp và làm việc với 33 lượt nhà đầu tư, qua đó đã thu hút được 9 dự án đầu tư trong và ngoài nước. Thành lập mới trên 400 doanh nghiệp, đã công nhận nâng hạng 24 sản phẩm OCOP, nâng toàn tỉnh hiện có 208 sản phẩm OCOP. Cũng từ đầu năm đến nay, tỉnh quan tâm tạo việc làm mới cho hơn 21.700 lao động và đưa 879 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo đánh giá, dù đến nay có 20 trên 31 chỉ tiêu chủ yếu được đánh giá đạt và vượt, tuy nhiên một số chỉ tiêu nghị quyết còn đạt thấp và có khả năng không đạt. Do đó, Ban Thường trực Tỉnh ủy tập trung góp ý và trao đổi những vấn đề cần làm rõ thêm ở một số lĩnh vực quan tâm, đồng thời các sở ngành báo cáo làm rõ những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách, góp ý bổ sung vào dự thảo báo cáo. Trong 3 tháng cuối năm, tỉnh ủy đề ra 14 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện đạt các chỉ tiêu nghị quyết. Theo đó, tiếp tục triển khai quán triệt tổ chức thực hiện tốt phương châm hành động của tỉnh ủy, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và chuyển đổi cây trồng vật nuôi kém hiệu quả, tập trung triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững. Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường ghi nhận đánh giá cao các ý kiến đóng góp, đề nghị tiếp thu để chỉnh sửa trong báo cáo cho phù hợp và lưu ý về những mặt còn hạn chế, cần tìm ra nguyên nhân đạt thấp, công tác triển khai chậm. Hướng tới, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần bổ sung thêm công tác quy hoạch cán bộ, lấy phiếu tín nhiệm, kê khai tài sản đúng theo quy định và phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình theo đúng hướng dẫn. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát tất cả các chỉ tiêu để nỗ lực thực hiện đạt cao nhất có thể. Các ngành chuyên môn cần cập nhật đúng thực trạng, những mặt chưa đạt cần tập trung bàn giải pháp, tìm nguyên nhân để có sự chỉ đạo tập trung. Chiều hôm qua ngày 28 tháng 9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 3 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 4 năm 2023. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Trà Vinh, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường trực Tỉnh ủy, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh cùng đại diện các đơn vị liên quan tham dự hội nghị. Trong quý 3, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành công việc được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tính trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã kết nạp được trên 70.000 đảng viên, nâng tổng số đảng viên cả nước lên hơn 5 triệu đảng viên. Ngoài ra, Ban Tổ chức Trung ương đã hoàn thành 9 đề án, nhiệm vụ quan trọng về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên theo chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong đó nổi bật là đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành kế hoạch số 17 về việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời tham mưu Bộ Chính trị ban hành quy định số 114 về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Kết luận hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đề nghị trong quý 4 năm 2023, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong cả nước cần tập trung hoàn thành chương trình công tác năm 2023, gắn với tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đặc biệt là tập trung nghiên cứu, tổ chức hội nghị, triển khai khảo sát, hoàn thành 10 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong những tháng cuối năm, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm tổng kết thi hành điều lệ đảng và công tác tổ chức bộ máy,
biên chế gắn với vị trí việc làm, đồng thời hoàn thành việc kiểm tra giám sát về tổ chức xây dựng đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo kế hoạch. Đặc biệt, các địa phương đơn vị cần tập trung hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý của các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị, theo quy định số 96 của Bộ Chính trị. Tiếp tục thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, ngày 28 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh gồm ông Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và bà Phạm Thị Hồng Diễm, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh đã có buổi tiếp xúc với trên 100 cử tri của hai xã, thành phố và thông qua huyện Cầu Kè. Trong buổi tiếp xúc này, có 14 cử tri ở hai xã thành phố vừa thông qua, phản ánh nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế, giáo dục và giao thông đến các cấp, các ngành chức năng xem xét, giải quyết. Cụ thể, cử tri ấp 1 xã thành phố kiến nghị hạ độ tuổi hưởng trợ cấp cho người cao tuổi từ 80 xuống còn 75 tuổi, đồng thời kiến nghị giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ hưu trí và bổ sung thêm danh mục thuốc chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Trong khi đó, cử tri ấp 3 xã thành phố đề nghị xem xét giải quyết tình trạng mỗi trường sử dụng một bộ sách giáo khoa khác nhau cho mỗi cấp học, gây tốn kém, lãng phí khi học sinh chuyển trường. Cử tri cũng đề nghị có giải pháp răn đe để hạn chế bạo lực học đường. Trên lĩnh vực giao thông, cử tri ấp Rạch Nghệ xã Thông Hòa đề nghị nâng cấp mở rộng quốc lộ 54 đoạn từ huyện Cầu Kè đến huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Vì hiện nay, đoạn đường này đang xuống cấp trầm trọng và nhỏ hẹp hơn những đoạn khác. Còn cử tri ở ấp 3 xã thành phố kiến nghị nâng cấp sửa chữa tỉnh lộ 911 và xây dựng đường giao thông nông thôn ở xóm kênh chữa. Ngoài ra, cử tri ở hai xã thành phố và thông qua còn đề nghị có biện pháp để xử lý các hành vi lừa đảo qua mạng xã hội, qua điện thoại. Và có chế tài, biện pháp xử lý mạnh tay hơn đối với hành vi buôn bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng. Mặt khác, cử tri còn đề nghị hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa đã xuống cấp, có chính sách thăm viếng đối với thương binh đã từ trần và đề nghị tăng mức phụ cấp cho công an ấp và ấp đội. Từng ý kiến phản ánh kiến nghị của bà con cử tri đã được lãnh đạo các sở ngành chức năng tỉnh và chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè tiếp thu, ghi nhận và giải trình theo thẩm quyền. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh, đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh và huyện Cầu Kè cần quan tâm giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết. Bên cạnh đó, đại biểu Quốc hội Trần Quốc Tuấn còn giải trình làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm. Trong đó, đề nghị bà con khi phát hiện các hành vi buôn bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng thì phản ánh ngay đến số điện thoại đường dây nóng 0907 575 389 để cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh. Đối với kiến nghị hạ độ tuổi hưởng trợ cấp cho người cao tuổi từ 80 xuống còn 75 tuổi và giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống còn 15 năm để được hưởng chế độ hưu trí, đại biểu Quốc hội Trần Quốc Tuấn cho biết hai nội dung này đã được tiếp thu, ghi nhận vào dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi và dự thảo luật này cũng sẽ được Quốc hội xem xét cho ý kiến trong kỳ họp thứ 6 sắp tới. Nhân đây, ông Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị bà con cử tri cần cảnh giác trước những thông tin qua điện thoại và mạng xã hội để tránh bị lừa đảo, quan tâm giáo dục con em mình, tránh xa các tệ nạn xã hội. Cùng với đó, cần góp sức cho chính quyền địa phương để xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao và huyện du lịch điểm của tỉnh Trà Vinh. Cùng ngày, các đại biểu Quốc hội gồm ông Bế Trung Anh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc Quốc hội và bà Quỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư Huyện ủy Càng Long, có buổi tiếp xúc với cử tri thị trấn Long Thành và xã Long Khánh, huyện Duyên Hải. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Quốc hội Bế Trung Anh thông báo dự kiến chương trình của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, có 7 lượt cử tri của thị trấn Long Thành và xã Long Khánh bày tỏ niềm tin vào kết quả đạt được tại kỳ họp sắp tới của Quốc hội sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của đất nước không ngừng phát triển. Nhân đây, cử tri cũng nêu lên những vấn đề còn gặp phải tại địa phương và mong muốn các đại biểu Quốc hội, các cấp chính quyền trong tỉnh xem xét giải quyết. Cụ thể, cử tri đề nghị Trung ương tăng cường quản lý công tác cải cách giáo dục, trong đó có việc phát hành sách giáo khoa cho học sinh hiện nay. Về chế độ chính sách vô dư cho cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở, cử tri kiến nghị tranh thủ triển khai nghị quyết phát triển 4 xã đảo của tỉnh ủy để khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của khu vực nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Song song đó cần quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là về đường giao thông nông thôn, vì hiện nay có nhiều đoạn tuyến giao thông xuống cấp nặng. Xem xét kiến nghị hạ thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu. Ngoài ra, cử tri còn đề nghị xem xét để kéo điện phục vụ sản xuất ở ấp Cái Đôi, nâng cấp chợ Long Khánh để người dân buôn bán thuận tiện hơn, thành lập đội phòng cháy chữa cháy và lắp đặt cây ATM phục vụ khu vực 4 xã và đề nghị về chính sách hỗ trợ trồng rừng cho người dân. Từng vấn đề đã được lãnh đạo huyện, các sở ngành tỉnh tiếp thu giải trình theo thẩm quyền.
và mong muốn người dân đồng tình hưởng ứng khi có công trình dự án được triển khai trên địa bàn, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Quỳnh Thị Hằng Nga ghi nhận các ý kiến được cử tri quan tâm. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được các đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp và nghiên cứu đề xuất phù hợp tại các kỳ họp của Quốc hội. Nhân đây, đại biểu cũng chia sẻ những khó khăn và mong bà con cần quan tâm hướng đến phát triển kinh tế theo mô hình hợp tác xã để góp phần nâng cao đời sống người dân. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 9, huyện ủy Cầu Kè tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2023. Đây là đơn vị được tỉnh ủy Trà Vinh chọn làm điểm tổ chức hội thi để rút kinh nghiệm chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, đồng chí Kim Rương, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy Trà Vinh. Phát biểu tại hội thi, đồng chí Nguyễn Hoàng Khải, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Cầu Kè nhấn mạnh, hội thi là đợt sinh hoạt chính trị, nghiệp vụ sâu rộng nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng nghiệp vụ về công tác xây dựng và khả năng điều hành, xử lý tình huống trong thực tế cho đội ngũ bí thư chi bộ cơ sở trong lãnh đạo điều hành công tác đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng ở từng chi bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đảng bộ huyện Cầu Kè trong thời gian tới. Tham gia hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2023 huyện Cầu Kè có 42 thí sinh là bí thư chi bộ các tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ huyện Cầu Kè. Đây là những thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ hội thi bí thư chi bộ giỏi ở cơ sở trước đó. Tham gia hội thi, các thí sinh trải qua các phần thi chào hỏi, giới thiệu bản thân cho đơn vị, phần thi kiến thức, xử lý tình huống và phần trả lời câu hỏi phụ. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Phan Thị Trúc Ly, chi bộ ban tuyên giáo huyện ủy, hai giải nhì cho thí sinh Nguyễn Việt Hùng, chi bộ ban tổ chức huyện ủy, và thí sinh Lê Thị Hoàng, chi bộ phòng tài chính kế hoạch, ba giải ba cho thí sinh Ngô Thị Cẩm Hương, chi bộ y tế, đảng ủy xã Thành Phú, thí sinh Lê Văn Tám, chi bộ công an, đảng ủy xã Hòa Ân, thí sinh Triệu Thị Ngọc Linh, chi bộ phụ nữ, liên đoàn, và năm giải khuyến khích cho các thí sinh. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải cho thí sinh có câu trả lời hay nhất cho thí sinh Lưu Chí Nguyện, chi bộ quân sự, đảng ủy xã Tam Ngãi, và giải thí sinh có câu trả lời xử lý tình huống hay nhất cho thí sinh Phan Thị Trúc Ly, chi bộ ban tuyên giáo huyện ủy. Ngày 28 tháng 9, Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa trong bình tỉnh tổ chức hội thi rung chuông vàng nhằm tuyên truyền phổ biến kiến thức về bệnh thalassemia cho gần 100 học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông tỉnh Trà Vinh. Đây là hội thi đầu tiên trong năm nay được Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa trong bình tỉnh tổ chức trong trường học, với mong muốn là tạo ra sân chơi lành mạnh bổ ích cho học sinh và tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt động đoàn hội, giúp các em nâng cao kiến thức, kỹ năng giao tiếp và mạnh dạn tham gia các hoạt động xã hội. Đặc biệt qua hội thi này nhằm giúp cho học sinh có thêm kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản ở tuổi vị thành niên, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn và phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nhất là có kiến thức phòng ngừa bệnh thalassemia, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng về dân số. Theo Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Trà Vinh, việc tuyên truyền phổ biến kiến thức về bệnh thalassemia là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm góp phần nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng cùng chung tay tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh trước khi sinh và trẻ sơ sinh, với mục tiêu chung là góp phần nâng cao chất lượng giống nòi và sự phồn vinh của xã hội. Được biết, sau hội thi này, Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức hội thi rung chuông vàng tuyên truyền phổ biến kiến thức về bệnh thalassemia cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở, trung học phổ thông huyện Trà Cú. Và trong không khí vui tươi phấn khởi mừng Tết Trung thu năm 2023, đêm 28 tháng 9 tại trường tiểu học xã Thành Hòa Sơn B, huyện Đoàn Cầu Ngang, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện phối hợp tổ chức chương trình Tết Trung thu gắn với thắp sáng ước mơ cho gần 300 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thành Hòa Sơn. Trong không khí ấm áp của đêm hội trăng rằm, các em thiếu nhi được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc vui tươi, tham gia các hoạt động vui chơi đầy bổ ích. Song song đó, nhằm tạo điều kiện để các em thiếu nhi vui Tết Trung thu trọn vẹn, đầy tình yêu thương và tiếp bước đến trường trong năm học mới, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đã trao tặng mỗi em một phần quà gồm bánh trung thu và lồng đèn. Huyện Đoàn Cầu Ngang vận động trao 5 cốc học tập cùng nhiều dụng cụ học tập cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí hơn 80 triệu đồng. Nhắn nhủ cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm nay, lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương mong muốn các em hãy tiếp tục phấn đấu thi đua học tập, tu dưỡng rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng: noi gương người tốt, việc tốt, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè, nhất là các bạn có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhau học tập thật giỏi, rèn luyện tốt để mai sau trở thành công dân có ích cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương Cầu Ngang ngày thêm giàu đẹp.
Trước đó, Liên đoàn Lao động huyện Tiểu Cần phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động mừng Tết Trung thu cho các em thiếu nhi là con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các công đoàn cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn xã Ngái Hùng. Tại đây, các cháu thiếu nhi được thưởng thức các tiết mục múa lân và văn nghệ với chủ đề Đêm hội trăng rằm. Liên đoàn Lao động huyện Tiểu Cần tặng 150 phần quà Trung thu cho các em thiếu nhi là con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc công đoàn cơ sở Ngãi Hùng, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại Dương Phát và công đoàn cơ sở các trường học trực thuộc trên địa bàn xã Ngãi Hùng. Mỗi phần quà gồm có lồng đèn và bánh Trung thu, tổng các phần quà trị giá hơn 45 triệu đồng. Nguồn kinh phí do quỹ công đoàn và các tổ chức cá nhân đóng góp hỗ trợ. Tết Trung thu năm nay, các công đoàn cơ sở, xã thị trấn, trường học, công ty doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tiểu Cần cũng thực hiện khá tốt công tác xã hội hóa với nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện cho hàng trăm trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được vui chơi giải trí trong môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh. Theo tinh thần thông điệp năm 2023, chúng ta xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em. Nhân dịp Tết Trung thu năm 2023, ngày 28 tháng 9, Ban tổ chức Tết Trung thu huyện Trà Cú chọn xã Thanh Sơn tổ chức các hoạt động Trung thu cho các cháu thiếu nhi trong xã. Với các hoạt động như tổ chức hội thi làm lồng đèn, có 10 đội, mỗi đội có 3 em là các em học sinh các trường tiểu học và trường trung học cơ sở Thanh Sơn tham gia. Mỗi trường có 5 đội, các em đã có ý sáng tạo nhiều kiểu dáng lồng đèn trang trí đẹp mắt, các mô hình như ngôi sao, chiếc thuyền, con cá, tên lửa và bánh Trung thu. Trong đêm hội trăng rằm với chủ đề Trung thu nhớ Bác, các cháu thiếu nhi được thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc hát về Trung thu với Bác Hồ kính yêu. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn tặng quà cho 200 em thiếu nhi nghèo, mỗi phần quà gồm một cái lồng đèn và bánh Trung thu trị giá 185.000 đồng. Tổng số tiền tặng quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi là 37 triệu đồng. Và đó nhằm tạo điều kiện cho các cháu thiếu nhi, đặc biệt là ở các vùng nông thôn được vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích, được tham gia vui Tết Trung thu năm 2023. Cũng qua đây nhằm nâng cao nhận thức của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, để trẻ em trên địa bàn được đón Tết Trung thu đầm ấm, tươi vui, huyện Cầu Kè đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, trao hàng ngàn xuất quà cho các em thiếu nhi trong niềm vui mừng, háo hức. Những món quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền và cộng đồng xã hội đối với trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Để đảm bảo mọi thiếu nhi đều được vui Tết Trung thu năm 2023, trong nhiều ngày qua, các cấp ngành đoàn thể địa phương trên địa bàn huyện Cầu Kè đã tập trung vận động nguồn lực và tổ chức các hoạt động vui chơi, văn nghệ, thăm hỏi và tặng quà cho các em thiếu nhi, đồng thời nắm chắc số liệu về trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi để điều tiết sao cho mọi trẻ em đều có quà đón Trung thu, tránh tập trung nhiều ở một địa bàn. Qua đó đã kịp thời giúp các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện có một cái Tết Trung thu đầy ý nghĩa. À, Tết Trung thu hôm nay con cảm thấy rất là vui và được phát đồng đèn và bánh Trung thu. Tết năm nay vui hơn mấy năm trước nhiều. Cả con cũng được cô chú tặng quà cho nên là con cũng cảm ơn cô chú nhiều. Hôm nay nhận quà Trung thu được lồng đèn, mì với tập sách, quà trò chơi rất là vui. Niềm hạnh phúc của tuổi thơ là được cầm chiếc lồng đèn lung linh ánh nến, được nếm hương vị ngọt ngào của chiếc bánh Trung thu trong đêm hội trăng rằm. Niềm hạnh phúc đơn sơ ấy dễ đến với con em các gia đình có điều kiện kinh tế, nhưng lại thật khó với con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội, các nhà hảo tâm, hy vọng rằng các em thiếu nhi, đặc biệt là đối với các em thiếu nhi nghèo trên địa bàn huyện Cầu Kè, sẽ được đón Tết Trung thu năm nay trên tinh thần vui tươi, đầm ấm và bổ ích. Hôm nay được mấy cô chú lại tặng quà Trung thu. Quà Trung thu gồm những lồng đèn, cặp, bánh và được tham gia trò chơi rất là vui. Nhiều năm nay cứ mỗi độ Tết Trung thu đến thì các ban ngành, đoàn thể huyện và chính quyền địa phương ở huyện Cầu Kè luôn quan tâm và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo cho các em thiếu nhi, nhất là đối với các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được vui đón Tết Trung thu thật rộn ràng. Còn năm nay, để chuẩn bị Tết Trung thu, trong những ngày qua, các ban ngành, đoàn thể của huyện và chính quyền địa phương đã tích cực vận động được trên 10.000 phần quà gồm bánh Trung thu và lồng đèn để tặng cho các em thiếu nhi trên địa bàn huyện với tổng giá trị quà tặng trên 800 triệu đồng. Qua đây nhằm giúp các em thiếu nhi,
đặc biệt là những em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện có một cái Tết trăng rằm đầy ý nghĩa. Đồng thời khích lệ động viên các em vượt khó, vươn lên trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Cô năm nay vui hơn mọi khi được cô chú tặng quà và con sẽ hứa năm nay con sẽ học thật giỏi. Để tạo một cái niềm vui phấn khởi cho các em thiếu nhi, học sinh ở vùng xa, vùng sâu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vì ở hoàn cảnh nhất là ở vùng sâu không có đủ điều kiện như ở trên thành phố, ở tại tỉnh thành. Vì vậy ở nhà chùa cũng như cá nhân vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh luôn là hướng về đến các em thiếu nhi, học sinh nghèo ở vùng xa, vùng sâu để tạo điều kiện cho các em vui chơi, học tập tốt. Có thể thấy Trung Thu là Tết thiếu nhi, nhưng với không ít trẻ em vùng nông thôn thì Tết Trung Thu sẽ chỉ là niềm mơ ước nếu không có sự chung tay, chăm lo thường xuyên của toàn xã hội. Do đó, sự quan tâm kịp thời của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức cá nhân từ thiện là cơ sở để các em thiếu nhi nói chung và thiếu nhi huyện Cầu Kè nói riêng được tận hưởng một mùa Trung Thu rộn ràng, ấm cúng và đông đầy yêu thương. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.